Mọi người, lại là Nin đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và xem tập 1 và tập 2 trong series Chuyến đi Phú Quốc của Nin nhé. Trước mắt của các bạn đang hiện ra là cung điện Hải Dương, hay còn gọi là Thủy cung Kim Quy. Siêu khủng biểu tượng của Wing Wonder Phú Quốc sắp ra mắt, là một trong năm thủy cung có bể lớn nhất thế giới. Thủy cung này rộng đến 15.000 m2 và là nơi sinh sống của 300 loài với gần 255.000 cá thể. Nhưng có một chút tiếc nối là trong hành trình Nin đi thì thủy cung này vẫn chưa hoạt động. Thủy cung hôm nay chúng ta đi có quy mô lớn hơn 5.000 m2, nuôi dưỡng và trưng bày gần 10.000 cá thể quý hiếm. Thủy cung Wimber Phú Quốc chắc chắn sẽ làm thỏa mãn bất cứ ai ghé thăm nơi đây. Khi các bạn vừa bước vào thủy cung, các bạn sẽ thấy các chú chim cánh cụt rất là dễ thương, nhí nhảnh và có những cái bước chân đi rất là khập khiễng, nhìn rất là đáng yêu đúng không các bạn? Thì như các bạn biết đó, chim cánh cụt chúng hầu như sống nam bán cầu với duy nhất một loài chim cánh cụt. Thì có nhiều loài, có chim cánh cụt hoàng đế và một số loài còn lại. Chim cánh cụt hoàng đế thì nó cao khoảng 1m1 đến 1m3, còn nếu mà chim thường các bạn thì nó cao khoảng 49-53cm thôi. Bạn nhớ chụp hình với các chú chim cánh cụt này nha. Sau đó chúng ta sẽ bước vào ba khu chính trong thủy cung này, đó là rừng mưa nhiệt đới gồm những cái sinh vật nước ngọt, hang động gồm những cái sinh vật bò sát, và đại dương gồm những chú cá nước mặn, và được sắp xếp rất là logic hay các bạn, để cho các bạn có thể di chuyển và tham quan rất là dễ dàng. Thì khi các bạn đến tham quan cái thủy cung này á, thì các bạn nhớ lưu ý một số cái vấn đề. Thứ nhất á, là các bạn phải lưu ý về thời gian, tại vì nó có hai cái show diễn. Thứ nhất là cái show diễn nàng tiên cá, và thứ hai là cái show diễn cho cá mập ăn. Thì cái show diễn nàng tiên cá nó sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ đến 11 giờ 10 và sau đó là 15 giờ đến 15 giờ 10. Còn cái show diễn mà cho cá mập ăn á, nó sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ 15 tới 11 giờ 25 và 15 giờ 15 và 15 giờ 25. Thì mỗi cái show diễn nó sẽ có hai cái mốc thời gian như vậy á, để cho chúng ta dễ đi ha. Các bạn nào đi vào buổi sáng thì các bạn sẽ chọn cái thời gian vào buổi sáng. Nếu các bạn đi vào buổi chiều thì các bạn sẽ chọn cái thời gian vào buổi chiều. Khi các bạn nắm rõ mấy cái mốc thời gian á, thì các bạn sẽ không có bị bỏ lỡ những cái chương trình mà ở trong cái Wimbledon người ta tổ chức cho mình. Tại vì á, là song song đó hoặc là sau đó sẽ có những cái show diễn khác ở một cái nơi khác trong cái Wimbledon luôn. Từ cái Wimbledon mà chỗ trò chơi á, trong tập 1, tập 2 chúng ta đi á, qua tới cái bên đây á, nó sẽ là một cái mốc thời gian khác. Và sau khi chúng ta đảo về chúng ta chơi lại Wimbledon á, thì sẽ có những cái show diễn khác tiếp theo. Nên khi các bạn nắm rõ thời gian á, thì các bạn sẽ không có bỏ lỡ những cái tiết mục mà rất là hay ở cái Wimbledon tổ chức. Giờ thì chúng ta qua tới khu bò sát rồi nè. Trong khu bò sát này các bạn thấy có nhiều cái sinh vật chúng ta nhìn rất là ghê rợn đúng không? Nhưng mà thật sự những cái sinh vật này á, nó cũng đang rất là càng được bảo tồn với các bạn. Nên là khi mà các bạn đi du lịch á, các bạn nên cho mấy mấy bé vào những cái khu này để cho mấy bé hiểu về thiên nhiên, hiểu về các cái loài động vật, để cho các bé có thể yêu quý động vật hơn. Trước mắt các bạn thấy không, là một loại chăn rất là đẹp, nó màu trắng, và nếu chúng ta không có bảo tồn nó đó, có nguy cơ sẽ bị tuyệt chủng rất là cao luôn. Thì có một cái thông tin á là buồn mà Nin có muốn chia sẻ với mấy bạn á, là theo cái tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế đó, họ thống kê á mấy bạn, thì các những cái cá thể cá và thực vật á hiện bị xếp vào cái danh mục cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ đó, có nguy cơ tuyệt chủng hơn 105.000 loài, và trong đó 28.000 loài có nguy cơ rất là cao. Thì theo như cái ngài tổng giám đốc của cái tổ chức này nói á, thiên nhiên đang suy thoái với tốc độ chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Chúng ta phải nhận thức được rằng bảo vệ sự đa dạng của
thiên nhiên cũng chính là bảo vệ lợi ích của chúng ta. Mà buồn hơn nữa đó các bạn, đó là cái thủ phạm chính hàng đầu lại là do con người của chúng ta. Giờ thì chúng ta qua một cái khu mới rồi nè các bạn. Khu này gọi là khu sinh cảnh, theo Vin Wonder họ nói là một cái mỹ cảnh. Vào đây thì các bạn thấy mọi thứ nó rất là đẹp, đặc biệt là những các bạn cá koi các bạn, đủ màu sắc và rất to là bự. Nếu như các bạn chụp hình ở đây thì rất là ảo luôn á nha, tại vì nó có một cây cầu bắc ngang thì các bạn đi ngang mà có đàn cá koi ở dưới thì các bạn chụp những cái tấm hình nó sẽ rất là đẹp. Và đây trước mắt các bạn là khu thứ ba, khu đại dương với các loài cá nước mặn này các bạn. Ở trong này thì chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng rất là nhiều loài, nhìn rất là sắc đẹp. Có mấy anh cá mập bơi lội thế này các bạn. Các bạn có nhu cầu vào đây tắm và bơi lội cùng các anh cá mập không nào? Ở đây có các cá thể tôm hùm nữa này các bạn, nhìn rất là đẹp, nó màu trắng, nhìn trông rất là đẹp luôn. Giờ mình tới một cái đường hầm thủy cung, nó dài gần 100 mét. Ở đây nó có một cái máy vòm cao 4 mét các bạn, nhìn rất là đẹp, rất là nhiều loài cá bơi xung quanh, giống như mình đang chiêm ngưỡng cá 3D á các bạn. Nó bơi trên đầu mình, nó bơi mọi hướng luôn, nhìn rất là đẹp, 360 độ luôn các bạn ơi. Thì sau đây mình tới hai cái xô cho cá ăn á các bạn, và đàn tiên cá múa cho các bạn xem. Buồn một chút xíu là cái dữ liệu của hai cái xô này mình bị mất và không có thể chia sẻ với các bạn được, nên các bạn nhìn hình ảnh đỡ giùm mình nha. Ở đây các bạn hãy cùng đi xem tiết mục chào tạm biệt.
Giờ Ninh về khách sạn rồi nè. Mời các bạn hãy theo chân Ninh khám phá căn phòng Ninh ở thế nào nhé. Ở các khách sạn 5 sao hai bên hành lang hoặc sảnh á, các bạn có thể nghe những cái tiếng nhạc du dương á, rất là êm tai sau khi một chuyến đi dài mệt mỏi. Mệt quá đút thẻ không ăn luôn nè các bạn, phải đút tới đút lui 2-3 lần. Căn phòng với gam màu chủ đạo là trắng sẽ cho chúng ta một cảm giác dịu nhẹ sau mỗi chuyến đi về. Với một cái giường king lớn sẽ cho chúng ta một giấc ngủ ngon, còn lại thì được trang bị cơ bản. Căn phòng đi ở có một view thật là đẹp, nhìn về hồ bơi, phía xa thì có bãi biển dài. Và nếu ở đây chúng ta ngắm hoàng hôn thì sẽ rất là đẹp các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem kênh, nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem kênh, nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.